Hello, chào mừng tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhật Bắc Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12, cũng như là trên hệ thống Facebook Nhật Bắc Hưng nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp giá rẻ nằm ngay trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp. Căn nhà mình nằm đối diện với hãng xe Mercedes nha. Giá bán chỉ có 4 tỷ 180 triệu đồng thôi, chúng ta vẫn còn thương lượng với anh chị chủ nhà nữa. Hướng nhà là hướng Tây Nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Với diện tích đẹp ngang 4m2, độ dài là 13m và được xây dựng hết đất nha. Một căn nhà cực kỳ tuyệt vời. Mặt tiền được làm cực đẹp với kết cấu một trệt một lầu, không cần leo cao lầu lắm. Nhưng mà nhà thì thiết kế rất trẻ trung nha. Xây mới hoàn toàn năm 2020, số hồng hoàn công rồi nha mọi người. Và đây là con đường hẻm ngay trước nhà mình nha, hẻm một xẹt thuộc trục đường Quang Trung, một trục nha. Hẻm 4m có thể chạy xe hơi 4-5 chỗ vào bên trong căn nhà mình được. Cách trục đường Quang Trung khoảng tầm 100m và đối diện với con hẻm này sẽ là hãng xe Mercedes nha mọi người. Căn nhà này sẽ được chủ nhà bố trí hai lớp cửa nha mọi người. Một bộ cổng sắt cực kỳ chắc chắn phía bên ngoài này và một lớp cửa nhôm Sinfa bên trong. Lớp cửa sắt kính cường lực bên trong. Ở đây chúng ta sẽ có một khoảng sân đậu xe gắn máy dài khoảng tầm 2m, thoải mái cho nhà mình đậu được 4 đến 5 cái xe máy ở khu vực này nha. Được ốp sàn gạch da gỗ, tuyệt đẹp luôn. Hai bên tường chủ nhà cũng ốp gạch cao hết tường, rất là sáng và đẹp mắt này. Và di chuyển vào trong đây sẽ là khu vực phòng khách, có thể đậu được xe hơi nha mọi người. Khoảng phòng khách này nó dài khoảng tầm 5m2, 5m rưỡi. Được chủ nhà ốp gạch 1m260 nha, gạch màu mới nha mọi người. Và được đổ bê tông toàn bộ khu vực tầng trệt này, chúng ta có thể chạy xe hơi lên trên. Hai bên tường của nhà mình thì được dán giấy cực kỳ đẹp, cũng như là treo tranh ảnh nha. Trên sẽ là trần thạch cao và đèn chùm mẫu hiện đại. Một siêu phẩm nhà phố một trệt một lầu theo phong cách hiện đại cực kỳ đẹp, nằm ngay trên trục đường Quang Trung. Giá bán chỉ có 4 tỷ 180 triệu đồng thôi. Và quý vị khách hàng nào đang xem video, chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tới nhà Bắc Hưng để được sở hữu căn nhà đẹp giá rẻ này nha. Hướng nhà là hướng Tây Nam nha cả nhà. Rất đẹp luôn. Di chuyển vào trong đây sẽ là khu vực cầu thang. Đối diện với cầu thang chúng ta sẽ có một khu vực làm kính gương soi này. Hoặc là chúng ta nếu mà mua về thì nếu bố trí đây làm tủ rượu cũng được nha. Cầu thang nhà mình sẽ được làm tay vịn gỗ gò đỏ và được ốp đá hoa cương, kính dày một phân, làm theo hình chữ V. Cầu thang này đúc 90 phân nha mọi người. Ngang 4m2, dài 13m. Nhà mình là căn nhà hai mặt tiền hẻm trước sau, có cửa sổ phía sau luôn. Đây là không gian phòng bếp của nhà mình nha. Không gian phòng bếp được làm cao bằng phòng khách, vẫn là gạch 1m260. Và ở đây thì được chủ nhà ốp gạch cao hết tường, rất sạch sẽ, dễ lau chùi này. Trên thì cũng có đèn và thạch cao. Bộ tủ bếp sẽ là tủ gỗ sồi và được làm theo hình chữ L. Chúng ta có một bộ bàn ăn 6 ghế nha, mặt đá hoa cương. Và có khoảng để tủ lạnh luôn này. Có ngăn để chúng ta bỏ gạo luôn. Làm rất kỹ. Đây là căn nhà xây mới hoàn toàn năm 2020 nha. Tuyệt đẹp. Đường sau thì có cửa sổ, có cửa hậu di chuyển ra con hẻm phía sau luôn. Hai mặt tiền hẻm trước sau nha. Toilet thì chúng ta được bố trí lavabo, bồn rửa tay nguyên khối hết nha, hãng inox. Và gạch thì ốp cao lên hết tường, cũng như là chúng ta có một cái vòi tắm massage, làm rất xịn sò như những căn nhà phố 6-7 tỷ luôn. Và nhà mình thì giao bán rẻ, chỉ có 4 tỷ 180 triệu đồng thôi nha. Hướng Tây Nam. Quý vị khách hàng nào đang xem video, chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tới nhà Bắc Hưng để được sở hữu siêu phẩm nhà đẹp giá cực kỳ hợp lý này. Với đầu số hotline của bên Hưng sẽ là 0933 830 756, số Mobi nha. Và số Viettel thì bây giờ Bắc Hưng mới làm mất số Viettel nên là chưa làm lại kịp nha mọi người. Quý hàng nếu mà quan tâm thì cứ gọi về số Mobi nha. Với đội ngũ đông đảo, tư vấn nhiệt tình tận tâm, bên Hưng sẽ có giá tốt cho những anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà. Và khi
Quý vị khách hàng nào liên hệ tới Việt Hưng, chúng ta sẽ được giảm giá từ 2 tới 300 triệu đồng. Cũng như sẽ được gặp chủ nhà thương lượng một cái giá tốt hơn các bên khác khoảng tầm từ 100 đến 150 triệu đồng. Quý vị khách hàng là những người khách hàng thông thái, là những vị khách hàng thì chúng ta hãy liên hệ về tới Việt Hưng nha. Cửa gỗ cam xe nha, sàn gạch bóng kính gạch 80. Được chủ nhà tặng lại hết nội thất trong nhà như là giường, nệm, tủ quần áo, bàn trang điểm, phòng ngủ rộng và cũng được tặng máy lạnh luôn nha. Căn nhà này được tặng nội thất lên tới khoảng tầm 100 triệu đồng. Tặng hết nội thất trong nhà luôn. Phòng ngủ cực rộng và thoáng nha mọi người. Có khoảng ban công phía trước đúc 1m2 để chúng ta phơi đồ này. Lan can bằng inox và kính cường lực. Nhà xây mới làm rất kỹ nha, có cửa sổ ra phía ngoài luôn. Ngang rộng tới 4m2, độ dài là 13m. Đây, có máy lạnh mới. Anh chị nào đang xem video, chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh giúp nhà đất Bác Hưng. Và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới của Hưng nha. Bác Hưng sẽ liên tục cập nhật video, một ngày từ 1 tới 2 video. Và trong tuần chúng ta sẽ có từ 10 tới 14 video hàng tuần. Không chỉ có những căn nhà tại quận Gò Vấp, chúng ta có những căn nhà ở quận 12 giá rẻ tầm 4 tỷ thôi. Và những căn nhà tại quận Tân Bình, toilet cũng giống bên dưới nha, làm rất đẹp và đồ cao cấp hết. Có cửa sổ ra phía sau rất thoáng này. Đây là phòng ngủ số 2 nha. Vẫn là gạch trắng, gạch màu trắng 80. Tường thì được sán giấy và treo tranh cực đẹp. Có giường 1m6 và tủ quần áo luôn. Đây, phòng ngủ cực kỳ rộng nha. Cực kỳ rộng luôn. Nhà mình xây thấp nên là rất phù hợp cho những vị khách hàng nào lớn tuổi không leo cầu thang được. Có cửa sổ phía sau rất thoáng này. Giá bán chỉ có 4 tỷ 180 triệu đồng thôi nha. Và bây giờ thì video của Hưng đã hết rồi. Quý vị khách hàng xem video hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin chào.